Này là mật ong rừng đó, mật ong rừng mà lỏng như vậy nó khoái á. Trên mạng mấy thằng nó bán mật ong rừng ha. Khổ mà. À, bởi vì dân mình không biết. Hello các bạn. Công việc tiếp theo là mình sẽ hút mật vô máy này để xử lý các bạn. Mà đọc các bạn. Các bạn thấy mật ong nhiều không? Đây, giờ hút vô. Thì dùng cái ống này các bạn. Dùng cái ống này nè. Đó. Dùng ống này mở các bạn. Nó khóa ra cái là mật nó sự vào thôi. Rồi xong rồi đó. Giờ chỉ giữ cho nó đó, đang hút vô đó. Hút mạnh lắm các bạn. Rất là thơm.
mật nó theo theo cái ống này nó vô trong máy để nó xử lý. Xử lý rồi nữa để nó ra nước, tách nước bớt ra, loại bớt nước đi để cho mật nó đặc hơn các bạn. Nó ngon hơn, bảo quản được lâu hơn. Thì cái công nghệ này nó hơi phức tạp một chút xíu, tức là nó loại bỏ nước nhưng mà nó vẫn giữ nguyên những cái thành phần quan trọng nhất của mật ong. Những thành phần vitamin, khoáng chất, những loại đường đơn, fructose, glucose là nó còn nguyên hết các bạn. Mình chạy một lần 4 phi nhé bạn. Này là mật cao su nhé các bạn. Xử lý tách nước mật cao su 4 phi một mẻ nha. 5 phi một mẻ là nha các bạn. Đấy, để mình coi bao nhiêu nước nha. Một xô nước. Và trời. Chạy một mẻ 5 phi nha, cái này chuẩn bị mẻ mới mới xong một mẻ cũ nhá nha. Người cũ chưa đã lấy ra đang hút ra. Bây giờ u chà, quá trời. 2 xô. Đều lắm á. Ba xô. Ghê chưa, không hết thật, để quá rồi. Mã là chạy 5 phi nha các bạn, 5 phi. 5 xô. Wow. 5. Nhiều nữa quá. Chưa hết nữa. Rồi, hết rồi. Ghê thật. Quá trời nước luôn. Giờ tiếp tục hút vô mẹ mới các bạn.
không đó. Đây mới là mặt ong xịn này. Đó. Rồi cho bị đầy rồi, bị đầy rồi thì bắt đầu phải đóng lại. Đó.